Xin kính chào các thượng văn đế. Bây giờ là 10 giờ 38 phút ngày 18 tháng 4 năm 2024. Báo cáo với lại các thượng văn đế. Combo băng cassette số 1 đăng lên buổi sáng ngày hôm nay, đã có một người thượng đế có cây bụng tốt ở thủ đô Hà Nội. Ngài liên hệ với mình, ngài nói rõ một câu mà nghe nó rất trìu mến và yêu thương. Đó là Trần Văn Chốt. Ngài bảo là cho tôi Trần Văn Chốt combo băng số 1. Nghe nó rất chi là êm ái, yêu thương, trìu mến. Nghe đúng là sướng cái lỗ tai, mát cái lỗ nhĩ. Số điện thoại 0368888479, nơi các thượng đế gửi chọn niềm tin, nơi các thượng đế thổ lộ từ yêu thương, trìu mến, đó là Trần Văn Chốt. Hân hạnh được phục vụ các thượng đế có cái bụng tốt. Còn bây giờ, trân trọng giới thiệu với các thượng đế trên giải chữ S một chiếc đài Sony chạy điện 220V. Đài này chưa có vệ sinh gì cả. Đấy. Trên thực tế thì có rất nhiều người bảo là khi mình mua hàng về thì cứ để như vậy, để đăng lên để bán, để mọi người về tự lau dọn vệ sinh cho nó sạch đẹp hơn nhá. Đài Sony này có model là CFS-B5SC. Tình trạng hoạt động của chiếc đài này, sau khi cho ăn điện, bây giờ cho ăn điện thì xin thưa với các thượng đế là băng cassette là Trần Văn Tịt. Radio AM đang bắt bình thường, FM cũng đang bắt bình thường, rất chi là rõ nét. Nếu như cứ để như thế này thì trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ, đó là 280.000 đồng. Nếu như các thượng đế mà không có nhu cầu nghe băng cassette thì cứ như thế này là về nghe radio, về coi như là vệ sinh đi. Đấy, 280.000 đồng. Đấy, cơ các thứ còn nguyên, motor còn nguyên nhá. Đấy. Thế còn nếu như mà mình mà tháo ra tắm rửa vệ sinh lau dọn các thứ để cho băng cassette nó chạy thì chiếc đài Sony có model CFS-B5S này mình cung cấp với một mức thóc là 450.000 đồng nhá. Thế còn cứ để như thế này là 280.000 đồng. Đấy, cứ để như thế này test radio. Anten zin, anten đầu nhựa. Đấy, anten zin nhá. 280.000 đồng vẫn có dây nguồn bình thường nhá. Đấy, xin thưa với các thượng đế là như vậy, chứ không có một số thượng đế bảo anh bán đài thì có dây nguồn không. Thứ nhất là có dây nguồn. Cái thứ hai là mình không làm cái trò mèo ấy. Đó là gì? Là trên thực tế thì mình mua đài có những người ta đưa cho mình cái dây nguồn nó chỉ dài khoảng tầm 50 cm. Còn dây nguồn của mình bán ấy, kèm theo đài ấy, là dây nguồn dài 1,8m nhé, dài 1,8m để cho nó thoải mái, chứ còn 50 cm về thì lại không biết là cắm vào cái chỗ nào. Đấy, là xin thưa với lại các thượng đế như vậy. Đài bao nhiêu tiền cũng vậy, đài 80.000, đài 100.000 hay là đài 1 triệu, đài nào cũng đầy đủ dây nguồn về, chỉ có việc cắm điện. Mà dây nguồn là dài 1,8m đấy, chứ không phải là cái loại dây nguồn dài 50 cm đâu nhá. Nhắc lại với lại các thượng đế để các thượng đế được nắm rõ chương trình. Chiếc đài Sony có model CFS-B5SC ăn điện 220V. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện radio băng sóng AM thì một sóng là Trần Văn Nét. Thế còn sóng kia thì nó không được nét. Băng sóng AM thì nó chỉ có 2 sóng thôi nhá. Thế nhưng mà chủ lực ta nghe radio là ta nghe băng sóng FM, thì FM của con này nguyên bản là 108. Nó không như những chiếc đài nội địa mà phải lăn tăn nhá. Nguyên bản 108 ăn điện 220V. Và 108 này ấy bắt được rất chi là nhiều đài, đấy là điều chắc chắn. Và trong quá trình dò sóng thì dễ dò sóng. Đấy là nghe radio ngon nhé. Thế còn băng cassette thì đang Trần Văn Tịt. Cứ để như thế này không vệ sinh gì cả nhá. Thì bọc ni lông đóng vào thùng xốp thì bán 280.000 đồng. Thế còn khi mình vệ sinh sạch đẹp lên thì mình làm cho ra băng cassette nó hoạt động thì mình bán 450. Đấy, nó có hai mức giá để các thượng đế lựa chọn. Bây giờ mình dừng video ở đây để nghe thiện điện thoại của các thượng đế liên hệ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các thượng đế. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup. Một mức thóc rẻ nhất quả đất. Không thể rẻ hơn được. Đài hàng xuất chứ có phải đài nội địa đâu. Bọn đài nội địa thì còn lăn tăn về radio. Chứ đài hàng xuất thì khỏi phải lăn tăn nhá. Yeah.